Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành. Mập mạp nhưng mạnh mẽ. 12 thí sinh của bước nhảy ngàn cân sẽ đột sắc cùng cuộc chiến giảm cân bằng chế độ tập luyện khắc nghiệt và nhảy múa cùng những vũ công tài năng. MC Hài Hước Trấn Thành cùng ban giám khảo John Huy Trần, Nam Vĩnh Hưng và giám khảo đặc biệt sẽ đồng hành cùng họ. Đón xem bước nhảy ngàn cân 21:15 chủ nhật hàng tuần trên VTV3. Trong đêm thi trước, mỗi thí sinh phải trình diễn hai bài theo hai thể loại khác nhau: ballet fusion và đạo cụ bắt buộc. Thử thách gấp đôi, áp lực gấp bội, nhưng top 5 vẫn tỏa sáng bằng những tiết mục cực kỳ ấn tượng. Lần đầu tiên, Lộc Vượng rơi vào nhóm nguy hiểm với Xuân Lộc và Thái Sơn. Nhưng bài thi chưa thực sự ấn tượng đã khiến Thái Sơn dừng chân tại top 5 của bước nhảy ngàn cân. Trong đêm nay, top 3 sẽ lộ diện. Đón xem bước nhảy ngàn cân, đêm thi thứ 10, ngay bây giờ. Xin chào đón sự xuất hiện của biên đạo John Huy Trần cùng với những cô cậu học trò tươi trẻ, rạng rỡ của lớp học bước nhảy ngàn cân 2016. Trên sân khấu là những huấn luyện viên đã đồng hành rất nhiều tuần cùng với top 4 của chương trình năm nay. Xin được giới thiệu Ngọc Anh, Hải Anh, Đình Lộc và Huỳnh Mến. Hãy chào đón top 4 của chương trình. Lộc Vượng, Tố Tố, Ngọc Khánh và Xuân Lộc. Quý vị đang theo dõi chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân, đồng hành bởi nhãn hàng trà thảo mộc Dr. Thanh. Hãy cùng chào đón MC Trấn Thành. Trấn Thành xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang đến với chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân, Dance Your Fat Off. Thưa quý vị, những năm tháng khó khăn đã trôi qua và bây giờ chỉ còn top 4 của chương trình, những gương mặt hoàn toàn mới. Chúng tôi thay đổi cả diện mạo, vóc dáng và cả phong cách. Ngày hôm nay, quý vị có còn nhận ra họ nữa hay không? Họ đang dần đẹp hơn huấn luyện viên của mình. Và thưa quý vị, đó chính là những điều mà Bước Nhảy Ngàn Cân năm nay mang đến. Và sẽ một lần nữa dành cho 4 huấn luyện viên và top 4 cùng với biên đạo John Huy Trần một tràng pháo tay nồng nhiệt. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần lễ vừa qua thì các bạn thí sinh của chúng tôi, như Trấn Thành đã giới thiệu, là họ được thay đổi toàn diện, mà chúng tôi dùng một cái từ gần nhất gọi là lột xác. Và để có được cái diện mạo ngày hôm nay, cái phong cách được định hình như thế nào, mời quý vị cùng theo dõi quá trình chuyển đổi của họ. Xin chào tất cả mọi người. Chúng ta đã qua 9 tuần thử thách và rõ ràng tất cả chúng ta đều thấy các bạn đã thay đổi rất nhiều về cân nặng, về những chỉ số cơ thể của mình. Ngày hôm nay chương trình quyết định sẽ thay đổi diện mạo cho các bạn. Yeah, hết thử thách rồi mà còn được đi làm đẹp nữa, mình thích. Đợi chờ cái giây phút này rất là lâu. Không cần phải lo gì về bất kỳ một thử thách nào hết, mà chỉ cần lo làm đẹp. Mình mong muốn là mình được cắt một cái kiểu tóc có cảm giác giống như là David Beckham. Hãy ngồi xuống đây và mọi việc để anh lo. Cảm thấy tim mình đập thình thịch luôn. Mình không biết là anh sẽ cho mình một cái kiểu tóc như thế nào. Mình nghe được những cái tiếng xoẹt 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 cắt tóc thì mình rất là sợ. Và sau đó nhuộm một cái màu rất là tươi trẻ. Một mái tóc David Beckham. Một người mập thì lúc nào cũng rất là khó khăn cho việc di chuyển, khi mà phải áp sát tường trong 10-15 phút nó rất là mỏi. Hình như là cái máu hip hop thì nó cứ ngấm ở trong người mình ấy. Nên là ngay cả cái dáng đi của mình là cả lúc nào cũng nhoi 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 và tưng 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 lên. Trời ơi, rất là thích luôn, được thay hai bộ trang phục vô cùng cá tính. Và chị đã cầm một cái máy xay và xay thẳng vào trong tóc của mình cho tóc mình bồng bềnh bay. Lần đầu tiên Tố Tố thốt lên một câu: hôm nay đẹp trai quá, sung sướng vô cùng. Ừ.
khi mà nhìn lại là cái bức ảnh đấy thì mình không thể nhận được ra mình luôn. Mình thấy được mình khác biệt hoàn toàn so với 9 tuần trước khi mà mình vừa bước chân vào trong nhà chung. Và mình tự hứa không bao giờ để mình mập lại một lần nào nữa. Quý vị và các bạn thân mến, họ đã được gặp rất là nhiều những chuyên gia hàng đầu về công nghệ làm đẹp hiện nay, như là chuyên gia trang điểm make up Nam Trung và nhà thiết kế tóc Cường Hoàng Lệ, rồi rất là nhiều những photographer rồi stylist nữa. Quý vị đã thấy là ngày hôm nay họ sẽ xuất hiện hiện đại hơn, tươi trẻ hơn, một cuộc sống hoàn toàn mới. Và thưa quý vị, đó chính là những niềm vui mà ban tổ chức của chúng tôi cũng cảm thấy có được khi mà thực hiện cho top 4 của chương trình hôm nay. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng hướng mắt về quả cầu để chào đón ba vị giám khảo quyền lực của chương trình hôm nay. Xin giới thiệu giám khảo John Huy Trần, giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. Và vị giám khảo khách mời đã xuất hiện ở tuần lễ thứ tư, hôm nay trở lại vẫn rất rạng rỡ và lấp lánh. Thưa quý vị, Hoa hậu Phạm Hương. Các bạn thân mến, tôi phải hỏi ngay vị ban giám khảo về cái cảm xúc khi mà ngồi ở những cái ngày cuối cùng này của bước nhảy ngàn cân. Chắc chắn người có nhiều cảm xúc nhất là anh Đàm. Xin mời anh chia sẻ anh trải qua cái mùa thứ hai này như thế nào. Hưng cũng như tất cả các vị khán giả khác cũng quan sát và trông chờ kết quả tốt đẹp nhất mà chương trình đã mang lại cho các thí sinh. Rõ ràng luôn, không thể chối cãi được là họ đang thay đổi một cách ngoạn mục về hình ảnh của mình, về sự trải nghiệm về cuộc sống cũng như là cách ăn uống, giữ sức khỏe. Nó khác đi rất nhiều so với gì trước đây mà họ không bao giờ làm được cả. Mình còn thấy vui, ít nhiều là cũng sự đóng góp từ lời nói, từ lời bình luận của mình khen chê để các bạn có thể có những bước nhảy đẹp hơn, giảm cân tốt hơn. Có nghĩa là mình đã tự cảm thấy là Hưng có một chút đóng góp nhỏ cho cái sự thay đổi của các bạn ấy. Xin cảm ơn anh Hưng. Đẹp hơn thì anh Hưng đã nói rồi. Còn cái chất lượng của thí sinh năm nay, John so sánh như thế nào so với năm ngoái ạ? John cũng rất là bất ngờ. Bất ngờ vì John cũng xem chương trình ở bên nước ngoài. Và mình cũng thấy cái chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân là một cái chương trình cũng vui và giúp các bạn giảm cân. Và mấy cái bài biên đạo cũng hay. Sau mùa 1 của mình thì John cũng thấy nó cũng vậy. Nó đều với cái chương trình ở bên nước ngoài. Nhưng mà bây giờ với mùa 2, chương trình của mình phát triển rất là nhiều. Với cái bài biên đạo của chúng tôi năm nay và cái chất lượng trong cái bài biên đạo của các bạn đưa ra cho thí sinh rất là tuyệt vời. Nó thực sự là nhảy múa chất lượng cao. Vâng, xin cảm ơn John. Thật sự ra mà tôi là người dẫn chương trình năm nay mùa 2, tôi cũng cảm thấy rất là vinh dự, là bởi vì tôi cũng cảm nhận giống như John. Nếu như quý vị và các bạn theo dõi theo các tuần, quý vị sẽ thấy là đây là một cuộc thi nhảy chuyên nghiệp rất đẳng cấp và họ không hề có một cái dấu hiệu gì là cái cuộc thi nhảy dành cho những người nặng ký. Đó là cái điều đáng vui của mùa 2. Hy vọng là mùa 3, quý vị, những cái ai mà cảm thấy chưa tự tin về cân nặng của mình sẽ đến với chương trình nhiều hơn để các bạn có cơ hội cùng chúng tôi trải qua một mùa 3 rất là tuyệt vời. Về cái nhân vật xinh đẹp nhất đêm nay thì Phạm Hương chia sẻ như thế nào về cái việc duy trì cái vóc dáng của mình để giúp cho các bạn thí sinh có cái động lực để mà mình giữ gìn cái vóc dáng mà hiện nay các bạn ấy đang có. Xin mời Phạm Hương. Phạm Hương, đầu tiên khi mà ngồi với chương trình thì mình mang một cảm xúc, đó là mình rất là tò mò. Và khi mà ngồi vị trí giám khảo khách mời, mình chứng kiến tất cả các bạn được nhảy múa rồi được trải qua tập luyện với tất cả các huấn luyện viên, thì thực sự Phạm Hương rất là ngưỡng mộ họ. Tại vì họ dám thử thách chính bản thân mình, dám trải qua những khó khăn như thế để vượt lên chính bản thân mình là một điều vô cùng tuyệt vời. Phạm Hương nghĩ rằng là ở ngoài đời sống thì bản thân chúng ta mỗi người luôn hướng tới một cái đẹp, và đặc biệt yêu chính cơ thể, yêu chính con người của mình. Và các bạn khi mà tham gia chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân, các bạn vượt qua mọi khó khăn mà tưởng chừng như có lúc các bạn bỏ cuộc để hướng tới một cái đẹp, vượt qua được chính bản thân mình. Đó là một điều vô cùng tuyệt vời. Cảm ơn Phạm Hương với những chia sẻ này. Và chúng tôi cũng tin chắc rằng là các bạn thí sinh đến với chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân, bây giờ các bạn ấy cũng không còn quan trọng là giải thưởng gì mà mình nhận được nữa. Cái quan trọng hơn hết là các bạn ấy đã tìm được một con đường mới để biết cách yêu thương chính bản thân mình hơn. Và thưa quý vị, tuần này thử thách nó không có nhiều như những tuần trước nữa. Không còn nỗi đau mà chỉ có cái sự làm đẹp để đổi mới. Và quan trọng hơn hết là hai cái bài mà mỗi một thí sinh phải biểu diễn ngày hôm nay nó sẽ quy về hai chủ đề. Chủ đề đầu tiên là nhảy với một đạo cụ được ban tổ chức bắt buộc. Và bài thứ hai, các bạn thí sinh của chúng ta sẽ biểu diễn một bài tự chọn.
và cảm thấy là mình có thể làm tốt nhất. Và thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là một tiết mục được giám khảo bình chọn tốt nhất tuần vừa rồi. Xin mời. Tiết mục tuần trước sẽ dành cho một cái bài đào cụ, bồn tắm nè, quả cầu, dây thun và cái dù, đúng không? Chúng tôi thấy nó rất là hay, là cái bài dây thun, Tô Tố và Đình Lộc. Xin chúc mừng cho Tô Tố và Đình Lộc đã được ban giám khảo lựa chọn là tiết mục xuất sắc nhất tuần qua. Và chúc mừng cho vị khán giả may mắn đã dự đoán đúng được tiết mục này. Và chúng tôi đã lựa chọn một số điện thoại ngẫu nhiên. Chúc mừng chủ thuê bao của số điện thoại được hiển thị trên màn hình. Quý vị đã nhận được 10 triệu đồng. Và ngày hôm nay cũng đừng quên nhắn tin để dự đoán xem tiết mục nào được giám khảo bình chọn tốt nhất tuần này bằng cách soạn tin nhắn BN khoảng cách, mã số thứ tự biểu diễn của cái tiết mục đó và gửi về tổng đài 8369 với 3.000 đồng một tin nhắn quý vị nha. Và ngay bây giờ, mời quý vị nghỉ giải lao trong ít phút, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn trở lại với Bước Nhảy Ngàn Cân Dance Your Fat Off. Ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu đến với hai chủ đề như Trấn Thành đã giới thiệu. Đầu tiên sẽ là chủ đề về nhảy với đạo cụ được ban tổ chức bắt buộc. Và chủ đề thứ hai là những thể loại nhảy tự chọn. Cách tính điểm thưa quý vị cũng bình thường. Ban giám khảo vẫn cho điểm từng tiết mục và cộng lại 6 điểm đó sẽ ra tổng điểm của giám khảo dành cho một thí sinh. Sau đó bạn bước lên cân để xem chỉ số giảm cân là bao nhiêu. Cộng lại sẽ ra tổng điểm của thí sinh đó. Ai thấp nhất sẽ chia tay với chương trình ngày hôm nay. Và dĩ nhiên ba người còn lại sẽ thẳng tiến vào top 3. Ba người xuất sắc nhất của Bước Nhảy Ngàn Cân mùa thứ hai. Với bài đầu tiên này thì xin hỏi Phạm Hương, trong một cái cuộc tình mà bạn cảm thấy là nó đang phai nhạt dần, thường bạn sẽ có xu hướng làm cho nó mới trở lại hay bạn sẽ có xu hướng là let it go? Đối với Phạm Hương thì Phạm Hương sẽ refresh lại mọi thứ. Cái gì cũng cần phải có thời gian. Mình nên dành cho nó một chút thời gian để chúng ta có thể suy nghĩ lại, cảm nhận lại hơn là chúng ta vội vã, let it go. Thế còn John thì sao? John chưa hiểu câu hỏi. Để tôi cố gắng nói tiếng Việt một cách đơn giản nhất. Yeah. Khi một mối quan hệ trở nên mờ nhạt dần. Yeah. Hiểu chưa? Quan hệ là trường hợp đúng không? Quan hệ không phải là trường hợp. Okay. Khi một cái mối tình đi mà John cảm thấy là nó càng ngày càng phai nhạt dần. Phai nhạt dần là có nghĩa là càng ngày càng không thân nhau nữa. Ok. Giống như nói chuyện với cháu trong nhà thiệt chứ không phải giỡn đâu. Thì John sẽ cố gắng để làm cho nó mới lại, níu kéo nó lại. Hay là John thấy là nếu không cố gắng xây dựng thì thôi mình để nó đi luôn, để tìm một cuộc tình mới. John thường sẽ làm cách nào? Nói không hiểu cái là tôi vô luôn đó nha. Không, tại hỏi như vậy thì John chưa trả lời được. Tại nếu mà mình không có cảm xúc ha, mình có nó có cái cảm giác là hết rồi đúng không? Mà vì sao? Đúng không? Thôi bỏ đi. Chúng tôi không có quá nhiều thời gian để chúng tôi sẽ được hỏi một cái người gần gũi hơn và có thể hiểu được tiếng Việt rõ hơn như giám khảo Đàm Vĩnh Hưng chẳng hạn. Mời anh ạ. Trước tiên là tôi xin chân thành quay cái người lại bằng lại xíu. Yes, rất là thích cái áo này. Cảm ơn anh. Hưng nghĩ Thành sẽ hỏi Hưng vì Thành vẫn chưa tìm ra câu trả lời cho chính bản thân mình. Và Harry Won cũng không giải thích, Harry Won cũng không nói tại sao, đúng không? Cho nên là Thành đang cần phải lấy rất là nhiều những cái ý kiến từ nhiều luồng khác nhau để Thành có thể tự biện hộ cho chính mình. Hay quá, hay quá. Thật ra thì anh nghĩ rằng là nếu nó xuống tới vực thẳm rồi thôi, nên mua vé first class cho nó đi cho rồi. Dễ sợ mà đi chứ một chiều không khứ hồi. Không khứ hồi. Tại vì nó đã đi tới dấu hiệu đó rồi đó, thì đừng có cố nữa, chắc chắn là sẽ đứt. Trước khi có sự chán nản đó là họ đã làm một động tác là đi tìm một cái sự an ủi nào khác riêng rồi. Họ sẽ bí mật, họ tìm được đó. Cho nên là cái nguồn an ủi kia nó sẽ lớn dần và họ sẽ cảm thấy đó là một bức tường chắc để họ dựa vào, họ sẵn sàng tiễn cuộc tình cũ ra đi. Có nghĩa là với kinh nghiệm tình trường dày dặn thì anh Đàm Vĩnh Hưng đã hiểu được rằng là thưa các bạn, khi người ta đã đưa ra một dấu hiệu là chán nản, có nghĩa là cái vấn đề đi là trước hay sau mà thôi. Thành thử ra thì thưa các bạn, trong tình yêu sẽ có người níu kéo, sẽ có người cắt đứt khi mối quan hệ trở nên mờ nhạt dần. Và thí sinh của chúng ta thì sao? Tôi mời quý vị và các bạn hãy gặp gỡ ngay nhân vật đầu tiên, người giảm cân tốt nhất trong tuần này. Và anh ta giảm cân tới mức độ mà bây giờ hiện nay tôi là một MC mập trong mắt anh ta. Anh ta giảm cân thấp hơn tất cả những người đang tồn tại trong cái chương trình này từ đầu tuần tới bây giờ. Cả John Huy Trần, cả Đàm Vĩnh Hưng, cả Quỳnh Trấn Thành, cắt luôn.
cái người ốm nhất là cái người huấn luyện viên của đội bạn, đó là Đinh Lộc, hot boy, xương gầy, má hốp, mặt ngạnh, thua luôn. Anh ta là ai? Thưa quý vị, Lộc Vượng. Một chàng trai hot boy 6 múi. 6 múi thì chưa có, nhưng mà hot boy thì sắp rồi. Mình đã được gặp anh Cường Hoàng Lệ. Anh chỉ nói với mình một câu duy nhất: hãy ngồi xuống đây và mọi việc để anh lo. Cảm thấy tim mình đập thình thịch luôn. Cứ nhắm hết cả mắt lại và chờ đợi. Khi mà mình mở mắt ra thì một lực lượng hoàn toàn mới. Cảm giác là mình trẻ ra được khoảng là 8 cho đến 10 tuổi luôn. Cái điểm xấu nhất của mình đó là cái lưng rất là gù. Vai để trùng hết cả xuống và lưng thì cong như thế này. Ngoài cái việc làm xấu bản thân mình ra thì nó còn ảnh hưởng đến sức khỏe nữa. Chị ngã chốc nhìn như thế và đã sửa lại cho mình một cái dáng ngồi hoàn toàn khác. Tự nhủ với cả bản thân mình rằng cố gắng giữ được một cái thân hình đẹp như thế này và đừng để nó mọc trở lại như ngày xưa nữa. Từ bây giờ là mình sẽ tự tin là đi ra ngoài đường và sẽ không còn ai gọi mình với một cái tên là Vượng Béo nữa. Soaking up the sun, he is a real lover of making up the past and feeling up his girl like he's never felt a figure before. Tâm mà bé Ngọc Anh khóc luôn. Mà anh coi cái đoạn cuối lúc mà em gỡ cái tay ra, trời ơi, tự nhiên anh cũng muốn khóc, nó nổi da gà. Làm như cái câu chuyện tình của em hay sao? Rồi lắc đầu là dính đó. Con gái nói có là không, con gái nói không là nó có đó. Cái cuối cùng cái câu chuyện này á, là cái cô này gỡ rồi sao mà cuối cùng nó cũng dính vô trong. Vậy thì cuối cùng là gỡ hay là dính? Dính chặt luôn ạ. Không lối thoát luôn đúng không? Ôi là cô ấy thì muốn dừng nhưng anh ta níu lại. Thưa quý vị và các bạn, nếu như quý vị cảm thấy cái tiết mục này sâu lắng đến mức quý vị cảm thấy nó được bình chọn là tốt nhất tuần từ ban giám khảo, chúng ta còn chần chờ gì nữa, nhấc điện thoại lên, soạn tin nhắn BN khoảng cách 01 và gửi về 8369 với 3.000 đồng một tin nhắn bình chọn cho Lộc Vượng và Ngọc Anh. Phạm Hương, bạn có xúc động với tiết mục này không? Trước khi mà Phạm Hương chia sẻ về tiết mục của anh Lộc Vượng thì Phạm Hương sẽ chia sẻ một chút, đó là thực sự là khi mà Phạm Hương quay lại tuần thứ 10 này thì Phạm Hương rất là háo hức xem là mọi người thay đổi như thế nào. Và ngày hôm nay khi mà thấy bạn đứng trước sân khấu với một cái ngoại hình như thế thì Phạm Hương phải nói rằng wow, chương trình đã giúp các bạn thay đổi quá là nhiều. Hot boy thì đây rồi. Quay trở lại với lại tiết mục đầu tiên của anh thì có lẽ rằng là vì là thí sinh đầu tiên mà trình diễn nên là anh có hơi hồi hộp một chút. Nhưng mà bản thân Phạm Hương thì Phạm Hương rất là thích tiết mục của anh với cái nền nhạc. Và đặc biệt là thể loại đương đại, nó dễ chạm tới trái tim và đi sâu vào bên trong mỗi chúng ta. Và anh có một cái đạo cụ cũng như là một bạn diễn hỗ trợ mình rất là nhịp nhàng. Và hai người phối hợp với nhau rất là ăn ý. Và
thực sự là không thể rời mắt trước hai động tác của cả hai anh chị trên sân khấu. Chúc mừng anh. Cảm ơn Phạm Hương. Mời John Huy Trần. Cái bài này thì nó rất là phức tạp vì cái dây thun tụi em cài trong cái khung đó, nó làm cho cái bài nó phức tạp và nó rất là khó. Tại nếu mà mình không có tự tin và chắc chắn với cái động tác của mình thì nó sẽ xảy ra nhiều cái vấn đề. Nhưng trong cái bài này mọi thứ tụi em làm tốt, nhưng anh thì mất một chút xíu cảm xúc về cái bài này, tại anh tập trung nhiều quá về cái đầu cũ. Cảm giác anh thấy tụi em cảm nhận nhau rất là tốt và cái nhạc nó hay, nhưng mà đối với anh đang ngồi ở đây, anh đang mong chờ thêm một chút xíu nữa. Có nghĩa là đôi khi các bạn thể hiện những cái động tác phức tạp, rõ ràng là cũng có sự nhuần nhuyễn, nhưng mà nó thiếu đi một cái hiệu ứng về sân khấu của cái điều đó. Còn về anh Hưng thì sao? Thật ra thì cái đầu cũ này nhìn thấy dễ ha. Yeah. Nhưng mà để làm cái gì với nó không hề đơn giản thế nào cả. Có người sẽ nghĩ ra là họ sẽ dán một bức tranh hoặc là một khung hình để làm những động tác giống nhau, giống như cái gương vậy đó. Rất là khó, cho nên các bạn phải ráp sợi dây thun vào để cho nó phức tạp hơn. Nó một cách rất công tâm rằng là tuần trước chúng ta đã xem một tiết mục cũng có dùng dây thun, nó khá giống cái này tí xíu. Nó làm cho mình không còn bị bất ngờ. Và hôm nay Lộc Vượng bị sô le động tác với lại Ngọc Anh chút xíu, vì cái chỗ đó nó không đáng để bị sô le, nó không khó đến mức mà bị sô le như vậy. Là cái chìa khóa để mở cánh cửa bài thi này ra vẫn đang bị giấu ở đâu đó, vẫn chưa thấy sự bùng nổ đó. Xin cảm ơn ba vị giám khảo. Các bạn cũng có thể thấy là cái bài của các bạn đôi khi nó là một cái thể loại mà nó đòi hỏi cái sự tinh tế và nhuần nhuyễn phức tạp, mà sau những cái tinh tế đó chúng ta còn phải tạo ra một cái điểm nhấn nào đó đặc biệt để làm cho người ta cảm thấy wow. Khó nhờ. Nhưng không sao thưa quý vị, đây là tiết mục đầu tiên. Rất thông cảm về cái tâm lý của các bạn. Và quan trọng hơn hết là các bạn vẫn còn một bài nữa. Và bây giờ sẽ là điểm số của giám khảo dành cho tiết mục đầu tiên. Xin mời John. 8 điểm. Phạm Hương. 8 điểm. Anh Đàn. 8 điểm. Chúc mừng các bạn. Thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi tiết mục đầu tiên khi họ biểu diễn cùng với một cái khung rất là to. Và đó là cái đạo cụ bắt buộc của ban tổ chức. Không những chỉ cho tiết mục đầu tiên, mà cái khung đó sẽ là đạo cụ duy nhất được bắt buộc dành cho cả 4 đội của chương trình ngày hôm nay. Và cả 4 đội phải sáng tạo trên đúng một cái khung đó. Và cái khung đó có thể là bất cứ cái gì, tùy vào trí tưởng tượng của mỗi đội. Và thưa quý vị, ngay bây giờ hãy xem cái khung đó nó sẽ thay đổi như thế nào với câu chuyện của đội thứ hai. Đây là một câu chuyện về sự rạn nứt trong tình cảm khi đã trở thành vợ chồng. Nhưng tình cảm nó vẫn nhạt dần. Đó chính là lý do vì sao mà có những ca khúc được mang tên là Anh Cứ Đi Đi. Bài Anh Cứ Đi Đi là nó không có cô đơn, mà nó có một cái tí xíu cái thái độ là đi đi, về là chết với tôi. Đấy, cái kiểu đó là đuổi luôn rồi. Chính xác, nó là Let It Go. Đó, thành thử ra là đi là đuổi rồi. Còn đằng này là vẫn ở với nhau mà vẫn cảm thấy cô đơn, vẫn cảm thấy khắc khoải, mặc dù là vợ, là chồng. Như vậy thì câu chuyện này sẽ như thế nào? Mời quý vị đến với câu chuyện éo le của Tố Tố. Anh Cường Hàng Lệ nhuộm cho mình cái màu nâu rất là mới, rất là tây, hợp với gương mặt của mình. Sau đó thì mình đã được trang điểm. Mình có nghe lấy thấy mọi người khen là xinh quá, đẹp quá. Người mẫu nhã chốt hướng dẫn cho tụi mình cách đi đứng. Thì mình cảm thấy trước đây mình đi tướng rất là kỳ cục, gù lưng rồi. Ngồi xuống là ngồi một cái phịch luôn, rất là vô ý, vô tứ. Chưa bao giờ mà mình cảm thấy mình có ba vòng như vậy. Trước giờ là mình là ba vòng, một số đo luôn. Trước đây phải đợi thời chụp hình chụp xong rồi về nhà tự mình chỉnh sửa lại cho mặt bất động. Nhưng mà bây giờ thì không cần nữa, mà có thể tự tin bước vào và tạo dáng. Và mình tự hứa với bản thân mình không bao giờ để mình mập lại một lần nào nữa trong cuộc đời của mình. Mình lúc nào cũng phải đẹp, phải tự tin. Người nỡ quên đi những lời thì thầm cùng năm tháng, cùng nỗi yêu suốt đời. Yêu mãi chỉ em thôi, vì em luôn tin điều gian dối. Làm sao dễ quên
Thưa quý vị, phải nói là bộ phận trình diễn rất là đầu tư, từ khung ảnh rồi tới ảo thuật, nói chung là sáng tạo quá mà vẫn đông đầy cảm xúc. Thưa quý vị, nếu như chúng ta yêu thích tiết mục này, xem giám khảo lựa chọn là tiết mục xuất sắc nhất tuần, hãy bình chọn BN khoảng cách 02 gửi về 8369 với 3.000 đồng một tin nhắn. Còn bây giờ, xin mời John. Cái bài này có nhiều cái hay và nhiều cái lạ. Anh rất thích cái phần đầu, lúc tụi em bắt đầu xong mình hạnh phúc với nhau, sau đó phùm, mình thay đổi cảm xúc, cái đó rất là đẹp. Một cái nữa, anh rất thích cái sự sáng tạo với cái đầu cũ. Cái cách tụi em sử dụng và di chuyển cái đầu cũ nó rất là hay. Cái bưng bê Lộc làm với Toto lúc xoay qua xong cái chân của em lên cái khung hình, nhiều cái hay. Nhưng anh cũng hơi tò mò một chút xíu, anh chưa rõ cái đầu cũ là cái gì trong cái bài này. Rồi, thật ra Thành cũng muốn hỏi thiệt. Dạ, nửa dưới là cái khung hình á anh, còn nửa trên là tái diễn lại cái cảnh em với chồng của em đó. Thưa quý vị, bên trên là không gian để diễn tả lại câu chuyện hiện hữu đang xảy ra, còn bên dưới là bức tranh kỷ niệm. Dạ, ở trên thấy là live show, còn dưới nó là offline. Dạ, nó lạ lắm, nó hơi trừu tượng, quý vị cố tưởng tượng ra một tí. Lạ thì không phải là mỗi lần nếu mà mình có một cái đầu cũ thì nó phải có một cái ý nghĩa, có thể mình sử dụng cho nó nghệ thuật thôi. Nhưng đối với anh là anh mong muốn một cái gì ý nghĩa và sâu hơn với cái đầu cũ. Tại vì cái bài này vốn gì là nó rất là sâu đúng không? Dạ. Nhưng mà cũng đâu có thể là không thành công được đúng không John? Không. Chỉ hơi tiếc thôi đúng không? Hơi tiếc vậy thôi. Nếu mà nó có một cái gì rõ hơn và tụi em có một cái câu chuyện gì với cái bài và cái đầu cũ đó, anh sẽ đánh giá cao. Nói chung là cái công nghệ ứng dụng của tụi em vào cái đó nó hơi cao cấp á. Còn anh Hưng thì anh sao ạ? Anh thấy thì chọn nhạc là hay nè. Anh thì anh cảm nhận được câu chuyện của tụi em là một thứ hạnh phúc giả vờ. Lộc đưa tay giống như là van xin cái tình yêu, hoặc muốn giải thích gì đó với vợ mình. Thì cô kia thì cũng muốn xua đi tất cả mọi thứ. Anh thích động tác tụi em quay cái đầu vào trong cái khung hình á, em xoay thì đó nó rất là đau. Nó là những mũi đinh nó xoáy vào trong tâm hồn nhau. Nếu mà anh sẽ vẽ cái hình đám cưới của tụi em ở phía dưới và đốt cháy đi, cũng là một cách đem người ta dễ hiểu nhất. Anh vẫn thích cái tiết mục này. Chúc mừng tụi em. Vâng, xin cảm ơn anh Hưng. Đúng là có vẻ nếu như chúng ta làm theo lời của anh thì sẽ hiệu quả hơn. Một bức ảnh rõ ràng là hình cưới nha, người ta sẽ dễ hình dung hơn nhiều. Còn Phạm Hương thì sao? Khi mà hai bạn bước ra thì thực sự là hai bạn rất là đẹp, rất là hạnh phúc và rạng rỡ. Khi với cái thể loại ra đương đại thì từ đầu tới cuối thì các bạn cho người khác cuốn vào cái cảm xúc của hai bạn rất là nhiều. Vì hai bạn thể hiện cái đó rất là đẹp, rất là đồng đều với nhau. Tuy nhiên thì cũng giống như anh John Huy thì hai anh em xem có hỏi là cái bức tranh này nó mang cái ý nghĩa là gì, cái khung hình, cái bức tranh hay là một ngôi nhà. Thực sự là hai anh em rất là tò mò và nói chuyện với nhau và không hiểu rằng là hai bạn muốn biểu đạt cái nội dung gì qua chiếc khung hình đó. Nhưng mà có rất là nhiều những cái chi tiết bất ngờ làm cho người khác thấy rằng là nó thú vị khi các bạn di chuyển khung hình đó, đứng, nằm, lôi kéo. Và bên cạnh đó là một cái cao trào được đẩy lên là khi các bạn đốt cái khung hình, cái bức tranh đó đi. Nó có rất là nhiều những cái chi tiết tuyệt vời và giải trí cho khán giả. Chúc mừng hai bạn. Xin cảm ơn sự bình luận của các vị giám khảo. Thành tin chắc là mỗi người sẽ có cách cảm nhận nghệ thuật riêng của họ. Đúng là nếu mà có bức ảnh cưới thì dễ hình dung hơn thôi. Chỉ hơi tiếc là đây là vòng đầu cụ, nên chúng tôi hơi xét nét một tí về cái đầu cụ thôi. Hy vọng nó cũng không làm mất nhiều điểm của các bạn. Trước tiên là xin mời John. Nói bài hay, chi tiết một chút xíu. 9 điểm. Phạm Hương. Phạm Hương rất là cuốn hút với lại cảm xúc cũng như biểu đạt của hai bạn trong bài này. Nên Phạm Hương cũng xin cho hai bạn 9 điểm. 9 điểm. Và anh Đăng. 9 điểm.
cả ba vị giám khảo đều là chính. Một lần nữa xin chúc mừng cho Tố Tố và Đình Lộc. Anh Hương ơi. Dạ. Vậy. Trời sao anh chua với em quá anh Hương ơi. Hơi. Dạ. Thường em thấy là người ta hay sử dụng cái khung như là một cái bức tranh hay là một cái gương thì nó là bình thường. Thì với một cái người mà có được rất là nhiều những cái góc độ mà gọi là thiên biến vạn hóa nhanh, nếu anh được trao tặng cái khung đó, anh sẽ biến nó thành đạo cụ gì? Sao cho nó lạ nhất anh nhỉ? Nó cũng có thể là một chiếc nắp quan tài, chỉ còn cái khung không thôi, mất cái phần trên. Nó có thể là một cánh cửa, một cái nắp của cái rương, hoặc là một cái song sắt của một nhà tù nào đó. Nhưng mà bị phá vỡ. Rất là nhiều những ý tưởng độc đáo. Nếu là Phạm Hương, bạn được gửi cái khung đó, bạn nghĩ nó là cái gì cho nó ấn tượng nè? Em chỉ nghĩ ra một cái, đó là khung hình. Cái đấy là cái đầu tiên là em nghĩ tới. Đúng là người mẫu có khác là nghĩ tới hình đẹp. Thế còn John, nếu mà John được phát cái đó thì John sẽ biến nó thành cái gì? Phơi đồ. Phơi đồ. Yes. Chắc vậy. Trời John, sao bạn dễ dãi quá vậy John? Ai nói sao cũng chịu hết trơn vậy đó hả? Nếu mà Trấn Thành được đưa cái khung đó, biết đâu tôi sẽ biến thành cái hồ bơi. Hoặc là cái xe xích lô, cái xe kéo á. Xe kéo hay. Dạ vâng. Sẽ có rất là nhiều những cái ý kiến khác nhau để chúng ta biến một cái khung thành những cái gì, tùy thuộc vào cái sự tưởng tượng của mình. Còn riêng về nỗi đau, khi mà nỗi đau nó đến với con người thì mỗi một người nghệ sĩ họ sẽ chuyển hóa nỗi đau đó thành một cái năng lượng khác để phục vụ cho cái công việc họ đang làm. Nỗi đau mà John có, John sẽ biến nó thành một bài múa đương đại. Nỗi đau anh Hương có, anh sẽ truyền tải vào một bài nhạc. Thành đang thắc mắc là nỗi đau nếu Phạm Hương có, bạn sẽ biến đổi nó thành cái gì? Nếu em mà có nỗi đau chắc là em phải để gió nó cuốn đi thôi anh. No. Trời ơi thơ. Em à, em hiền quá. Tất cả phải đặt dưới chân của em và bước qua. Tôi chân dài và những cái catwalk của em rất là tuyệt vời đúng không? Hãy biến nó thành cỏ. Và lúc đó mình hát bài Em đi trên cỏ non. Không, em nghĩ là với người khác thì có thể như vậy. Nhưng với em thì từ trước tới nay luôn nhìn mọi thứ theo một chiều đó là tích cực nhất, dễ chịu nhất. Nên là mình nghĩ rằng là mọi thứ nhẹ nhàng đi thì tâm hồn mình cũng sẽ nhẹ nhàng như vậy. Dạ vâng. Đó là cách chuyển hóa nỗi đau của ba vị giám khảo. Khi gặp nỗi đau, thí sinh sau đây sẽ làm gì? Hãy chào đón câu chuyện của Ngọc Khánh. Ú là la. Đúng với những gì mà Khánh mong đợi, một mái tóc in the cut với cái diện mạo mới, cái tự tin của mình bây giờ nó dâng lên đến 100% rồi. Lúc nào cũng muốn là mang đồ thiệt đẹp và đi ra đường để cho người ta ngắm. Một người mập cứ thả lỏng ngồi ngửa ra sau, thành ra tạo một cái thói quen rất là xấu. Tướng đi thì lúc nào cũng đi như đi chợ. Tất cả những cái sai sót trong cái việc đi đứng hay là phong thái đã được chị Nhã Trúc chỉnh sửa và trau chuốt rất là tỉ mỉ. Thấy những cái bức ảnh cuối cùng của mình, cái hình ảnh đầu tiên đó rất là hạnh phúc. Mình thấy được mình trong cái tấm hình đó, nó khác biệt hoàn toàn so với khi mà mình vừa bước chân vào trong nhà chung. Thậm chí là mình mang được những cái size mà người ta bán sẵn luôn. Mừng, tại vì mình đã thay đổi hoàn toàn. Thank you.
anh vẫn mơ hình bóng em yêu suốt đời, dẫu không bao giờ đến bên người. Thưa quý vị, cực kỳ ấn tượng và xúc động với Ngọc Khánh và Huỳnh Mến với ca khúc Nỗi Đau Ngọt Ngào. Và nếu như quý vị có nhận ra thì bốn câu cuối là tiếng hát của ca sĩ Minh Thuận. Đúng là Huỳnh Mến quá thông minh khi mà lựa chọn những cái ca khúc mà đánh vào trái tim của người khác như vậy. Nhưng mà bạn cũng phải cảm như thế nào và bạn nghĩ ra cái câu chuyện đó phải như thế nào và cái khả năng trình diễn của hai bạn cũng phải như thế nào để cho mọi người có những cái cảm xúc như vậy, chứ không phải là chỉ mượn cái ca khúc về một cái người mà mọi người đều yêu quý mà đã không còn nữa để mà đánh vào trái tim của người khác. Và nếu như quý vị cảm thấy là đồng cảm với tiết mục vừa rồi, chúng ta hãy nhấc điện thoại lên và soạn ngay bên khoảng cách 03 và gửi về tổng đài 8369 với 3.000 một tin nhắn. Và hãy ủng hộ cho Huỳnh Mến và Ngọc Khánh. Xin mời anh Hưng ạ. Cảm ơn các em đã làm một cái việc rất là dễ thương. Nói ý nghĩa thì nó hơi lớn lao, nhưng mà có sự thông minh trong việc lựa chọn bài và đánh vào tâm lý của khán giả cũng như là những người em, anh chị em nghệ sĩ ở ngay thời điểm gần nhất khi sự ra đi của anh ấy vừa để lại trong lòng mọi người. Bài hát này bản thân đã hay rồi, bây giờ được gắn bởi giọng hát của một người vừa ra đi, một người rất đáng yêu nữa, thì Hưng tin là cảm xúc nó lên gấp bội lần. Và bây giờ là bán kết rồi, Hưng đã được nhìn thấy tất cả những bài dựng của Huỳnh Mến, bài nào cũng có điểm nhấn và có chìa khóa rất rõ ràng. Hưng thích cái sự thông minh của nghiêng bức tranh nè, rồi bay từ trong bức tranh bay ra, trời ơi nó phi thực tế. Nói chung đây là một bài luận văn nhé, mở bài, thân bài và kết luận xuất sắc, hết hồn. Hồi xưa thường em đi học á thì em cũng đọc bài văn, cô cũng viết có hai chữ thôi, lạc đề. Còn Hương thì sao? Khi mà tuần thứ tư thì Phạm Hương chưa được may mắn xem bạn Ngọc Khánh nhảy, vì khi đó thì bạn có trình diễn một tiết mục mà ngồi trên chiếc xe lăn. Thì lần này thực sự là Phạm Hương rất là tò mò, không biết rằng là Ngọc Khánh sẽ trình diễn như thế nào. Bản thân Phạm Hương thì rất là đam mê thể loại đương đại vì nó cho người ta thấy được cái chiều sâu cũng như thường chạm tới cảm xúc của khán giả. Thì với tiết mục của Ngọc Khánh cũng như chị Huỳnh Mến dàn dựng cho Ngọc Khánh lần này cũng như vậy, mọi thứ rất là gần gũi trên sân khấu và các bạn làm mọi thứ rất là đẹp, nhịp nhàng, duyên dáng. Và đúng, những cái cảm xúc mà bạn Ngọc Khánh mang đến chính là nỗi đau ngọt ngào. Và cảm ơn hai bạn với một tiết mục rất là đẹp. Mời John. Bài của tụi em đầy cảm xúc, đầy kỹ thuật, đầy động tác, rất là tuyệt vời. Và mỗi tuần anh biết anh nói với Khánh là anh muốn em nhảy nhiều hơn, anh muốn thấy em nhiều hơn nữa. Và hôm nay em lột xác, anh thấy em từ đầu đến cuối bài, anh rất tự hào với em. Wow. Hiếm khi nào có được một cái lời nhận xét mà nó trơn tru và nó đầy đủ sự khen ngợi của John Huy lắm. Tại vì anh ấy làm nhà chuyên môn rất khó tính, có thể bắt bẻ thí sinh bất kỳ lúc nào. Nên là nhận được lời khen hôm nay thì... Dạ vâng. Cũng đáng tự hào chứ đúng không ạ? Sau bao nhiêu cái khó khăn, cái nỗ lực mà bạn đã trải qua, cuối cùng bạn cũng nhận được một lời khen hầu như là trọn vẹn từ anh Huy. Và riêng một cái phân đoạn cuối thôi, khi mà bức tranh đưa xuống, cô Mến cũng mất hoàn toàn trách nhiệm của cô. Chỉ có cái bức tranh thì một mình bạn gánh vác cái phân đoạn cuối cùng. Thì đúng là bạn đã làm tròn trách nhiệm để kéo người ta về cái cảm xúc đông đầy nhất, để nó động lại tại một điểm sau chỉ bốn câu hát thôi. Thì thành sự rất là cảm ơn bạn đã làm được đúng cái điều đó, để cho ban giám khảo cảm thấy rất là tự hào về bạn và cả Huỳnh Mến nữa. Thưa quý vị, và bây giờ sẽ là điểm số của ban giám khảo dành cho họ. Mời anh Hưng ạ. 10. Tôi nghĩ cũng xứng đáng. Phạm Hương. 10. Và anh John. 10. Tôi nghĩ là hoàn toàn xứng đáng. Mặc dù chỉ là tiết mục thứ ba thôi. Khóc hả? Ủa sao kỳ vậy? Bữa nay... sao Mến, em có nỗi niềm gì mà hôm nay em lại xúc động dữ vậy? Thế ôm được cái ôm luôn hả? Bữa nay làm gì buồn gì mà xúc động dữ vậy? Sao vậy?
gây lộn bạn trai hả? Tôi chưa bao giờ thấy như vậy hết á. Sao vậy? Lâu lắm rồi. Quan này bị gì? Vì tuần này gặp rất là nhiều sự cố giữa em với Khánh á, xong rồi em có giống như là tự trách bản thân mình, không biết mình có đang đòi hỏi cao quá không với em. Nói nhiều lần em hơi ác với nó luôn, nhưng mà rồi hôm qua nó cũng bị đi bệnh viện nữa, cho nên là em không biết nói sao. Kệ đi em, vô bệnh viện em đâu biết nó làm gì ở trong. Nó vô nó truyền nước biển để nó khỏe hơn, nó phóng ra nó nhảy như, thấy không? Vô địch 3 con 10, em thấy không? Đôi khi nó có những cái mà mình trải qua, là sau đó qua tất cả những cái khó khăn đó mình mới thấy mình làm được, mình thấy wow, cái gì cũng có cái giá của nó, ha. Cảm ơn Huỳnh Mến và Ngọc Khánh đã lao động rất là nghiêm túc. Vô một tràng vỗ tay nữa cho hai người nghệ sĩ. Cảm ơn các bạn. Cảm xúc thế kia chứ. Quý vị và các bạn thân mến, tôi tin chắc rằng là sau tất cả mọi một câu chuyện, luôn luôn chúng ta phải tìm lại một điểm để gọi là động lại. Và khi người ta có đủ thời gian để lắng đọng, người ta mới cảm thấy được, người ta mới có đủ thời gian để nhận ra được điều gì vừa xảy ra. Và ngay bây giờ cũng sẽ là một điểm lắng động mà tôi tin chắc mỗi người sẽ dành cho mình một không gian để chiêm nghiệm lại cái câu chuyện của mình. Đó là phút giải lao. Chúng tôi sẽ quay lại ít phút. Và các bạn thân mến, chúng ta đang trở lại với chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân, Dance Your Fat Off. Tôi tin chắc là trong cái tuổi thơ của mỗi một người ở đây, hầu hết là quý vị cũng có gắn liền với một cái nhân vật hoạt hình nào quý vị yêu thích, phải không ạ? Cái nhân vật hoạt hình mà Phạm Hương ấn tượng nhất trong cuộc đời mình là nhân vật nào? Em nghĩ là nhân vật mà để nhiều ấn tượng nhất cho em đó chính là nhân vật Pikachu. Pikachu. Tại sao bạn thích Pikachu mà bạn không thích Pokemon, trong khi bây giờ mọi người đang bắt nó? Pokemon là bây giờ mọi người mới thích, còn ngày trước mình xem là mình chỉ thích Pikachu thôi, vì Pikachu có một chiếc áo màu vàng rất là đẹp, giống y hệt như anh Trấn Thành ở tuần thứ tư. Dễ sợ không quý vị, theo cái gì vàng nó cũng ấn tượng, mặc dù tuần thứ tư tôi bận đồ thiên hạ ai cũng chửi, chỉ một mình Phạm Hương ấn tượng nhớ thôi. Tôi đã nói rồi, cả thế giới có thể quay lưng với tôi, chỉ có Phạm Hương ở lại. Cảm ơn Hương. Phạm Hương ở lại để nói với em là bộ đồ đó ghê lắm. Tại không ai nói cho em biết hết, cả thế giới quay lưng với em, không có nào nói hết, mình đỏ cạch chớn. Hương là người tốt bụng, nói là mà Thành đã biết luôn với mọi người. Anh Hưng à, em nói cho anh nghe, khi một cái người nào đó mà nó nói tốt về mình á, họ đang yêu thương mình, nó xả giao. Cái người nào đó nói xấu về mình, có lẽ là họ không thích mình, họ ganh tị. Nhưng một cái người nào đó ở lại bên mình đến phút cuối cùng để nó thẳng với mặt mình rằng là anh mặc bộ đồ thấy ghê lắm, thì cái người đó là gì? Người ta yêu mình tới không thể chịu đựng được, để phải ở lại nói thẳng một cái sự thật vào mình, trao cả niềm tin vào mình. Tôi tin chắc tất cả những lời chê bai ngay lúc đó đều là chân tình. Tiếng vỗ tay hơi nhỏ, hình như nó hơi sai sai cái gì đó. Không có cái gì sai đây cả. Tại sao bộ đồ đó được nói là ghê mà không nói là xấu? Tại vì sao? Tôi cố tình mặc ghê để Phạm Hương phải nói. Dễ sợ chưa? Nhưng em còn nói anh ghê đâu. Hả? Nhưng em đâu có nói anh ghê đâu. Anh vẫn hiểu em mà, đâu cần phải nói. Ánh mắt chúng ta nói lên mọi điều. Thôi vô chương trình, vô chương trình đi. Vâng thưa quý vị, chúng ta bắt đầu trở lại chương trình. John. Yeah. Nhân vật hoạt hình mà John yêu thích là nhân vật nào? À đây, mình xem lúc nhỏ và mình vẫn xem bây giờ luôn. Tom and Jerry. Tom and Jerry. Oh my goodness. Tom and Jerry. Yeah. Bạn thích con Tom hay con Jerry? Cả hai. Yes. Tôi thích cái bà mà mập mập đập con John á. Cái bà nó lâu lâu và mới xuất hiện, không bao giờ thấy cái mặt bà. Là thì có con gì mà con John? Con Tom. À con Tom. Tôi chết rồi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi giám khảo. Tôi sai quá. Rất là sai. Cái John, cái Tom nó giống nhau. Anh Hưng. Hả? Anh thích ai? Tom and Jerry. Tom Jerry luôn. Và thưa quý vị, Trấn Thành không gắn liền tuổi thơ mình với chục Mickey. Mà cuộc đời tôi, những nhân vật hoạt hình tôi yêu thích, tôi không hiểu vì sao đều là những cái nhân vật ác. Tôi thích ba nhân vật: cái bà Bạch Tuộc trong Nàng Tiên Cá, cái bà Bắt Chó trong 101 Chó Đốm, với cái bà Maleficent trong Công Chúa Ngủ Trong Rừng. Tại sao tôi toàn thích nhân vật ác, tôi không hiểu tại sao. Ủa, ngư tầm ngư, mã tầm mã, ác thì mình chơi với ác vậy thôi. Em nghĩ vậy. Nhưng mà thưa quý vị, ác là một tính từ không đẹp để diễn tả về một con người. Tôi dùng từ khác. Thưa quý vị, đó là những người phụ nữ có cá tính. Và
chắc chắn Nhân và Khoa Kình sau đây cũng sẽ làm cho quý vị và các bạn cảm thấy thổn thức, bởi vì nó gắn liền với hầu hết của tuổi thơ của tất cả chúng ta ở đây. Thưa quý vị, Doraemon với Xuân Lộc. Mọi người hãy nhận xét là tóc mình y như lông một con chó vàng. Mình mong muốn là mình được cắt một cái kiểu tóc nó phải có cảm giác giống như là David Beckham. Lúc đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Mập thôi chứ không phải là một người béo phì. Mình đã được khoác lên những bộ cánh vô cùng cá tính. Và lần đầu tiên Tố Tố thốt lên một câu mà mình sung sướng vô cùng: hôm nay đẹp trai quá. Tự nhiên tự tin dâng lên 200%. Trên cái máy ảnh của nhiếp ảnh gia, mình bị bất ngờ vì một cái bụng đã đẹp đi hơn một nửa. Mình đứng cạnh mọi người, mình cũng khá là bảnh trai và vẫn giống David Beckham. Putore Daima! Và Hải Anh trong hình tượng Doraemon và Nobita. Thưa quý vị, quá dễ thương. Quý vị yêu thích tiết mục này và dự đoán họ là tiết mục được giám khảo lựa chọn là xuất sắc nhất tuần, chúng ta soạn BN khoảng cách 04 gửi về 8369 với 3.000 đồng một tin nhắn. Xin mời John. Đúng rồi, đây là một cái bài dễ thương. Cái phần tụi em sử dụng cái đầu cũ thì cái đó cũng là một cái sáng tạo, nhưng mà anh mong muốn tụi em sử dụng nhiều hơn nữa. À, Xuân Lộc, lúc em bước vào và em chui ra đó, mình gặp một số vấn đề thì nó chưa được đẹp. Sau đó lúc Hải Anh bước ra và hai em bắt đầu nhảy thì cái đó cũng hay, nhưng cái đầu cũ bắt buộc thì anh muốn thêm đầu cũ trong cái bài này. Và anh không biết nếu mà Doraemon có bình thường sexy như vậy không? Quá sexy ha. Cái này là jazz phải không John? Yeah. Jazz funk. Lần đầu tiên mà thấy là Doraemon mà nhảy jazz. Trong cái động tác nó có nhiều cái hay. Lúc Doraemon là làm make up và Doraemon sửa áo và Doraemon lắc mông cái nữa. Dạ, lắc mông nữa. Nhưng mà với cái bài này thì là cái thử thách là đầu cũ. Thì đối với anh là cái phần với đầu cũ nó chưa đủ. Xài đầu cũ nhiều hơn nữa nó mới đã. Dạ, dạ. Quan trọng là chúng ta phải tạo ra hiệu ứng với cái đầu cũ. Ý chẳng muốn là vậy. Là cũng có, nhưng anh muốn thêm. Rồi. Còn Phạm Hương thì sao ạ? Đối với Phạm Hương thì Phạm Hương thấy tiết mục này là tiết mục rất là có tính giải trí, bởi vì âm thanh rồi ánh sáng kết hợp tạo cho mọi người thấy được cái sự hào nhoáng và sự vui nhộn ở đó. Thì đối với bạn thì với ngoại hình bên ngoài rất là giống chú Doraemon, rất là dễ thương, với những cái biểu cảm, những cái động tác của bạn thì rất là đáng yêu. Tuy nhiên cũng giống như mà anh John Huy đã nhận xét thì đây là một cái phần thi bắt buộc. Bạn phải tương tác với đạo cụ rất là nhiều. Điều đó cũng đòi hỏi rằng là cái việc mà bạn biến cái đạo cụ đó thành cái sự sáng tạo trong bài biểu diễn của mình. Khi đoạn đầu tiên thì khi bạn bước ra thì Phạm Hương chưa thấy được nhiều lắm sự hứng thú với lại cái chiếc đạo cụ đó. Nó chỉ đơn thuần là một cái tấm màn để bạn che chắn thôi. Và sau đó và Phạm Hương cũng thấy hơi tiếc một chút là cái kết của bạn hơi bị nhanh và hơi bị ngắn, làm cho người xem có cảm giác hơi bị hụt hẫng một chút. Còn anh Hương thì sao? Anh là thấy trong mắt anh cái cách nhìn của anh thì lại khác một chút. Các bạn đã thông minh biến nó thành một gánh xiếc nhỏ của riêng mình, là một trò ảo thuật.
mà cái tay chân rồi dài ra, anh thấy gần cả nửa bài đó chứ. Rất là nhiều, nhào ra nhào vô trong cái đạo cụ đó để mà thực hiện những ý đồ của mình. Đúng là bài này dễ thương và đầy thú vị, mang tính giải trí rất là cao. Khả năng nhảy của tụi em thì anh biết rồi, anh đã đánh giá cao ở cái phần mà tụi em thông minh để biến cái đạo cụ thành cái gì thì anh mới ghi điểm nhiều. Thì em đã ghi điểm được cái phần đó là biến nó thành một cánh xiếc màn mở ra có, và trong đó biến lật ngang lật ngửa, anh thấy sử dụng khá nhiều đó chứ. Dạ vâng. Thì riêng anh thì anh thích cái phần này. Xin cảm ơn anh Hưng. Các bạn thấy không, hôm nay giám khảo Đàm Bình Hưng của chúng ta như một bà tiên, đúng không nào? Ông Bụt như một ông Bụt. Đấy, luôn luôn ban phép lành và hỏi là vì sao con khóc, Bụt sẽ hiện ra và bảo là thôi ta đi đây. Tôi tin chắc là như thế. Thì trong ba giám khảo sẽ có người trái chiều chứ. Hôm nay anh Hưng sẽ cứu vớt các bạn, hãy xem đây. Mời anh John. Còn một bài nữa nha. 8 điểm. Phạm Hương 8 điểm. Và anh Hương 9 điểm. Xin cảm ơn Hải Anh và Xuân Lộc. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã khép lại vòng 1. Và hiện nay thì điểm số thấp nhất thuộc về bạn Lộc Vượng với 3 điểm 8. Và cao nhất là bạn Ngọc Khánh với 3 điểm 10. Chúng ta sẽ chuyển sang một phần tiếp theo với chủ đề thể loại nhảy tự chọn. Và các bạn sẽ có quyền được mặc sức sáng tạo với cái thể loại nhảy mà các bạn cho là mình có thể thể hiện tốt nhất và biểu đạt tốt nhất. Cho tôi hỏi rằng là khi người ta biểu đạt tình yêu, đặc biệt là ở nam giới, chúng tôi dùng một cái từ dân gian gọi là khi đi cưa gái, thì Phạm Hương là cái người ở đây chắc nhiều kinh nghiệm. Tôi chỉ hỏi Phạm Hương thế này thôi là theo bạn, cái cách cưa gái mà đối với bạn từ xưa giờ vẫn ấn tượng nhất là cái người đàn ông đó đã làm gì cho bạn nè? Sao anh lại hỏi em trái ngược thế? Ủa không lẽ em đi cưa ngược lại? Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, chơi cho em. Dạ, sao cưng? Cô bé lady lấp lánh. Bí quá. Hoa hậu thế giới mà. Có những cái rất nhỏ mà người ta làm như một viên kim cương chẳng hạn, nó hơi khó nói hay sao? Không lẽ cả cuộc đời Phạm Hương không ấn tượng với một màn cua gái nào hết sao? Đúng chính xác, nhiều quá nhớ không nổi. Tha vậy, tha như vậy. Thưa quý vị, đẹp có quyền, chứ chồng xấu xấu như em nhớ liền à. Mỗi người đàn ông đều có một cái cách tán tỉnh phụ nữ riêng của mình. Và đối với dancer, cách tán tỉnh lãng mạn nhất là nhảy. Mời quý vị đối với cách tán tỉnh của Lộc Vương. Ngọc Anh là một cô bé hết sức là nhỏ nhắn, xinh xắn, hay cười đùa với mình ở trong lúc tập. Nhưng mà càng về những cái tuần sau thì là cái nụ cười nó không còn nữa, và thay vào đấy là những cái tiếng la hét. Cứ mỗi lần mà mình làm không được, Anh cứ đứng một chỗ và hét lên và bắt mình tập đi tập lại cho đến bao giờ được thì thôi. Nếu mà mình mệt quá mà mình có ngồi xuống thì Ngọc Anh sẽ lao thẳng ra và đấm mình. Người nhỏ nhỏ thế thôi nhưng mà đấm đau kinh khủng luôn. Bạn nhảy của mình rất là bận, cái khoảng thời gian cô ấy được nghỉ thì rất là ít. Vì thế mà tranh thủ những lúc mà chạy sân mà chưa đến lượt, cô ấy lại chui vào một góc và ngủ. Nhiều khi còn chả ăn được cái gì kịp. Ở những lúc đấy mình cũng muốn đến gần và gửi những lời động viên. Em có mệt không hoặc là có ăn gì không thì anh mua. Mà mình vừa động với người một phát thì Ngọc Anh lại bật dậy là bắt mình đi ra tập. Thế là tôi chỉ biết là cố gắng tập để cho bài nhảy thật là tốt. Thì mình lại nhìn thấy Ngọc Anh lại cười tươi. Phố đông người qua xa lạ nhìn em và muốn làm quen. Trái tim chợt nghe sao xuyến từ khi nhìn thấy em, nhìn thấy em. Quán đông người ta xếp hàng từ cửa vào đến quầy bar, biết bao chàng trai thơ thẫn nhìn em mà bỗng quên. Khi em mùa xuân vừa sang nụ hoa thơm ngát giữa đồng mênh mang, khi em là mây trời bay nhẹ tênh trong buốt giữa mùa lay lay. Này là làn tóc buông dài bờ mắt, giọng hát dịu dàng lời. Anh cần biết Skidali, Buffali, Budali.
gần bên anh. Skidali, Puffali, Boodali, Boom Boom lại gần hôn anh. Giới trẻ giàu này khủng khiếp thật. Các em ơi, ổn hết chứ hả? Ổn hết đúng không? À, hay quá. Một câu chuyện rất là táo bạo giữa công viên. Thưa quý vị, nếu yêu thích tiết mục này, soạn BN khoảng cách 05, gửi về 8369 và 3.000 đồng một tin nhắn. Hãy bình chọn cho Lộc Vượng và Ngọc Anh. Rồi anh thấy sao? À, muốn so sánh với cái tuần đầu tiên em nhảy hip hop đúng không? Và anh nhớ anh nói với em là anh cần khi động tác của em sạch hơn, mạnh hơn, mượt hơn, chắc hơn. Và hôm nay em làm hết cái điều đó. Chúc mừng em. Thì từ đầu đến giờ mình thấy cái sự tiến bộ của em, cơ thể thay đổi, động tác thay đổi. Giờ nói về cái bài, tại đây là top 4 quyết định ai sẽ vô chung kết top 3. Và cái bài này thì em làm được. Nó em có cái swag trong cái bài này, cái cảm giác, cái thái độ nó rất là tốt. Và khi khách em với xoay giao lưu với nhau, anh cũng tin là hai bạn nhìn như người yêu. Nhưng nó chưa đã. Anh muốn một cái gì rất là bùng nổ hơn. Anh hơi, anh không biết cái cậu, không phải là thất vọng, nhưng mà cái bài này đối với anh nó hơi an toàn cho cái vòng này. Ừ. Yeah. Đúng. Thằng con cũng có cảm giác như vậy. Có nghĩa là động tác cũng không phải là quá dễ, nhưng nó thật sự cũng không phải là quá khó. Đúng rồi. Không phải là thất vọng, nhưng mà không phải là hào hứng trung bình. Ừ. Còn Phạm Hương có nghĩ như vậy không? Khi mà em xem thì thấy rằng là wow, đây là một cái màn tán tỉnh rất là táo bạo. Anh này rất là gọi là cuồng nhiệt trong từng cái cách thể hiện của anh ấy trên sân khấu. Nhưng đúng là cũng giống như mà anh Hưng với cả anh John Huy thì tất cả mọi thứ nó đang ở cái mức là đều và bằng với nhau. Khi mà mình là một khán giả thì mình chưa tìm thấy được một cái khúc nào mình phải wow lên rằng là à, cái hip hop đó nó cho người khác thấy được cái sự bùng nổ trên sân khấu, mặc dù là bạn có một cái không gian rất là rộng ở trên sân khấu. Còn mọi thứ về âm nhạc, rồi về trang phục, về hai bạn rất là đẹp với nhau. Và cái kết cuối cùng cũng rất Hương là thích, được. Hương thích thế. À, Hương thích ngấu nghiến Hương à. Cứ cuồng nhiệt như thế là được. Phải cuồng nhiệt như thế chứ, anh Đam cũng vậy mà. Rồi anh nghĩ rằng là nếu mình chọn hip hop, nhiều bài hip hop lắm, sao lại chọn cái bài swing như vậy làm khó tụi em rất là nhiều. Sở trường của Lộc Vượng là hip hop, và những động tác hip hop của em ngày hôm nay á, anh là thấy nó bị cản trở bởi swing. Nó không có rõ ràng cái thái độ mà hip hop nó đúng kiểu màu, nó thật là đã mạnh hơn. Trong khi em là tay nghề của em về hip hop rất là giỏi, anh hơi tức dễ sợ luôn. Và trong cái câu chuyện tụi em đưa ra là anh chàng này tán tỉnh cô này bằng khả năng nhảy múa của mình, nhưng hồi nãy là Ngọc Anh nhảy múa giỏi hơn, nhiều hơn. Cái lúc mà xoạc hay tẹt hay đá gì đó, Ngọc Anh trình diễn nhiều hơn là em. Tất cả mọi người không nghĩ riêng anh đâu, phải chúc mừng Lộc Vượng vì em đã có một cái hình thể, trời ơi, mơ ước, rất là mơ ước. Nhưng mà em ơi, đủ rồi, đừng có xuống nữa, không biết sao bây giờ luôn á. Nó sẽ uổng lắm luôn, sức khỏe nó sẽ phí về, vợ nhận không ra nữa. Tưởng thằng bé nào mới tới nhà mình. Nhưng mà anh yên tâm đi, bạn ấy về nhà em đã nói rồi, các cháu thiếu nhi sẽ ra đời. Đẹp quá, nói chung là một cô vợ không nhận ra được nữa. Soái ca về nhà. Đấy, em tin anh đi, em vừa bước tới nhà là thảm đỏ rước em từ cửa vô. Đó, yên tâm nha. Hôm nay là quá đẹp trai rồi. Thưa quý vị, sau bao nhiêu tuần lễ, ngày hôm nay tôi đứng kế bạn ấy, tôi thắp vòng vàng ấy gần như là gần nửa cái đầu. Mà tôi nghĩ là tôi cũng có một số ký dư đáng kể so với bạn ấy. Bây giờ chúng ta hãy xem điểm của bạn. Mời John. Tại mọi thứ em làm trong cái bài này em làm tốt, nhưng không có đã thôi đúng không? Không có đã thì anh phải làm theo cái đúng cái cảm giác của anh. Ờ nha. Tám. Phạm Hương. Tám. Và anh nào? Tám.
Thật sự ra cái điều này nó ngộ lắm. Có nghĩa là nhiều khi mình làm việc cũng cật lực, cũng không có gì sai, nhưng tại sao cái cảm xúc nó không đến? Như anh Hưng anh nói đúng, vào đến cái vòng thi nặng ký như vậy rồi, mình phải lựa chọn những cái loại âm nhạc mà nó mang cái chất đậm đà hơn một tí. Có nghĩa là nó không có gì sai, nhưng nó không đủ trọng lượng cho những vòng thi quyết định, mang cái tính quyết định như vậy. Hy vọng là các bạn sẽ rút được cái kinh nghiệm này. Điểm số cân nặng tôi chắc chắn sẽ làm cho cục diện thay đổi. Tại vì tôi thấy là bạn xuống cân rất là nhiều. Xin mời bạn. Quý vị và các bạn thân mến, điểm trung bình từ giám khảo sau 2 vòng là 8 điểm. Cân nặng cũ của Lộc Phượng là 67,6 kg. Đó là cân nặng thắng được MC 4 lạng. Còn bây giờ là 63,5 kg. Wow. Bạn xuống được 4,1 kg, tương đương với 6,1%. Oh really? Wow. Yeah. Điểm tổng của bạn là 14,1. Vượt rồi. Oh my god. Không thể tin được. Thưa quý vị, Lộc Vượng đã minh chứng cho mọi người thấy rằng là tất cả là sự quyết tâm. Và tôi nghĩ bạn đã có được cái mình mong muốn. Đó là một cái cơ thể mới, một cái vóc dáng mới để chúng ta bắt đầu những ngày tháng yêu thương bản thân mình hơn. Bạn hoàn toàn có thể ước mơ là mình có thể đi thi Manhunt trong năm sau. Cảm ơn bạn và chúc mừng bạn Lộc Phượng. Quý vị và các bạn thân mến, và bây giờ thì Trấn Thành cũng xin muốn hỏi ba vị giám khảo một tí về cái con vật mà làm cho quý vị sợ nhất. John sợ con gì nhất? Con rắn. Con rắn. Con không phải con rắn, con trăn. Con trăn, cái trăn. Con to hơn. Siết chết là con trăn. Chắc con rắn, con trăn cũng vậy. Vậy đến chính chi vậy trời. Đúng không? Nhưng mà John có sợ con trùng không? No. Nhỏ quá không trời. Sợ mấy con bự bự thôi con không? Con rắn thôi. Anh Đàm anh sợ con gì? Trước đây thì tôi sợ con chuột. Sao là trước đây? Sau thời gian làm việc với con người, yêu con người và gặp những sóng gió thì tôi thật sự là sợ con người. Rất đáng sợ đấy. Em cũng sợ. Giống anh. Thôi đừng có sợ quá, em đang yêu tùm lum mà yêu sợ cái gì? Không có anh. Yêu là yêu, sợ là sợ anh. Đúng thưa quý vị. Nếu mà nói về xét về cái hệ sinh thái của cái thái dương hệ này, sinh vật nguy hiểm nhất thái dương hệ là con người. Tại vì con người nó tinh vi nhất, yêu thương cũng đồng nhiệt nhưng mà tiêu diệt thì cũng tàn nhẫn. Không có cái con vật nào gây sát thương nhiều như con người đâu. Phạm Hương, em sợ con gì? Trước cái câu hỏi của anh thì em cũng định trả lời là em không sợ con gì cả. Nhưng mà sau câu trả lời của anh Đàm thì bây giờ em biết là con gì em sợ nhất rồi. Con à? Người. Cũng là con người luôn. Chính xác. Thưa quý vị, chúng ta hãy hiểu theo cái câu đó theo cái hướng tích cực nhất. Chúng tôi chỉ sợ những con người khiến cho người khác sợ thôi. Chứ dĩ nhiên là chúng tôi cứ không phải con người nào cũng sợ đâu. Và trong cái bài nhảy sắp tới cũng sẽ có con người. Nhưng mà con người này sẽ không đáng sợ. Và cái con người này, trên người của con người đó cũng có một con mà John cũng rất sợ. Đó là con rắn. Chúng tôi gọi tạm cái nhân vật này là xà nữ. Và lần đầu tiên trên sân khấu của Bước Nhảy Ngàn Cân, một thể loại Bollywood. Và chúng tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng đến với xà nữ Bollywood, Tố Tố. Chị Xuân Thảo vẫn là cô tiên xinh đẹp trong lòng em. Luôn động viên, cố lên, cố gắng lên. Trời đất ơi, làm không được bị anh Lộc la là phải cố lên. Không có được là bỏ cuộc. Chị Xuân Thảo thật sự là biên đạo rất là giỏi và kỹ và khó tính nữa. Bắt mình là phải làm cho hết, phải làm đạt tới trình độ của anh Đình Lộc luôn. Chứ không được là Tố Tố nữa. Tới những lúc anh Đình Lộc rất là nản, chị Xuân Thảo vẫn nói là đứng lên tập đi. Tập tới khi nào mà hai đứa không còn tập nổi nữa thì thôi. Sau khi một khoảng thời gian dài mình đồng hành với anh chị thì cảm giác lớn nhất của mình đó là cảm giác có lỗi. Tại vì mình đã đè anh Đình Lộc tan nát luôn. Mình đã làm cho anh Đình Lộc trời chấn thương đủ mọi thứ mọi nơi luôn. Nhưng mà anh vẫn không than một cái tiếng nào hết. Nên là mình cảm thấy những cái sự đau đớn, khổ cực của mình bỏ ra không có là nghĩa địa gì hết. Nên là không bao giờ mình than vãn khi mà tập với hai anh chị hết. Em hy vọng là cả ba chúng ta sẽ đi được tới cuối chặng đường. Chúng ta cùng cố lên. Yeah. Rangila Bharat Holena Holena Be. Ayore Bharat Holena.
mở đầu ra con rắn, cái tự nhiên cái cuối chương trình giống như con mèo Cát Tường. Đúng rồi, con mèo lắc nha. Một tràng vỗ tay nồng nhiệt cho Đinh Lộc và Tố Tố với Bollywood. Cái điều mà tôi phải nể Tố Tố hôm nay đó là thể lực. Bạn nhảy mạnh từ đầu tới cuối luôn, xuất sắc. Chúng ta yêu thích tiết mục này và dự đoán họ sẽ được ban giám khảo lựa chọn là tiết mục xuất sắc nhất tuần. Bình chọn BN khoảng cách 06 gửi về tổng đài 8369 và 3.000 đồng một tin nhắn. Xin mời anh Hưng ạ. Rất là thú vị. Cái thể loại này nó hợp với Tố Tố lắm luôn á. Ánh mắt thần thái, là trang phục, nhất là cái nụ cười rạng rỡ của em. Từng cái nốt nhạc, từng cái động tác á mà em nhảy nó sung sướng. Em hát theo cả bài hát. Có nghĩa là cái sự thuộc bài và nhuần nhuyễn nó thấm sâu trong cái người của em. Đúng như thả cá vào nước rồi đó. Bài dựng cũng rất là hay, trang phục đẹp, make up đẹp. Anh thích nhất cái động tác làm rắn trường thả trên cao xuống. Rồi có những cái động tác anh tưởng tượng là anh mình đang xem một bộ phim Ấn Độ. Đúng một chỗ duy nhất chỉ cần em nhanh nhẹn chút xíu nữa, thao tác nó nhanh hơn để bước lên vai của Lộc á, nhanh hơn chút xíu đúng không? Thì thấy mình sẽ linh hoạt và thanh thoát hơn. Chứ mình lên chậm ta thấy mình ụp ịch, chỉ một chỗ đó thôi mà cái chỗ đó không đáng để trừ điểm. Anh sẽ giữ cái sự yêu thích ở trong đầu của mình. Chúc mừng em. Cảm ơn anh Hương. Mời Phạm Hương. Chắc con rắn ấy không đáng sợ đúng không anh? Hết sợ rồi. Yeah. Con rắn này dễ thương quá. Rất là xinh đẹp. Đây là một tiết mục mà rất là đã. Các bạn trong tạo hình của mình với dòng nhạc, với thể loại Bollywood làm cho mọi người thấy mọi thứ gần như là vỡ tan hết trong khán phòng. Các bạn phóng khoáng trong di chuyển, tạo hình của các bạn rất là đẹp, hòa quyện với nhau. Và thực sự Phạm Hương thấy rằng đây là một tiết mục mà tuyệt vời nhất từ đầu chương trình tới bây giờ. John thì sao? Cũng bất ngờ là em chọn Bollywood vì đây là một cái thể loại rất là mạo hiểm. Tại nếu mà mình không có cái sức khỏe để nhảy cái bài này từ đầu đến cuối thì nó xong. Vì cái bài này mình phải rất là máu lửa. Nhưng anh xem, anh không biết nói gì. Tại anh cũng bất ngờ là em làm được vì cái bài này rất là nhanh, phức tạp nè. Và không phải chỉ là mấy cái động tác nhưng mà cái tay của em nó chắc và mạnh, chân của em chắc và mạnh. Mấy cái chi tiết em làm trong cái bài này em làm tốt. Đó là sao anh Đạm Vinh Hương cũng thấy cái bưng bê cuối cùng anh chỉ là tiếc tại lúc đó cái năng lượng của anh đi theo up and then up again. Có thể là do cái váy không là Huy. Rồi lần sau mình phải tính nha. Không sao đâu, nếu mà các vị giám khảo lướt qua được thì tôi tin chắc điểm số bạn sẽ rất là cao, bởi vì họ thật sự hào hứng và thật ra tôi cũng vậy. Và hãy xem nào. John. Dạ. 9 điểm. Có một chút xíu cũng không nâng người ta lên được, nó thiệt tình. Phạm Hương. Phạm Hương nghĩ rằng với một tiết mục tuyệt vời như thế này thì 10 điểm. Ông Bột. Thì tôi thật sự là nói là ước gì mà em leo lên cái vai của Đinh Lộc. Đinh Lộc. Nhanh hơn chút xíu nữa. Nhưng mà tôi sẽ giữ lời hứa của mình. Không đáng để trừ điểm. Yeah. 10. Thưa quý vị, 2 con 10 và 1 con 9. Tổng điểm sau 2 lượt thi, điểm trung bình từ giám khảo dành cho hai bạn Đinh Lộc và Tố Tố là 9,3. Mời bạn bước lên bàn cơm. Thưa quý vị, cân nặng cũ của Tố Tố là 66,5 và cân nặng hiện tại là 63,8 kg. Bạn xuống được 2,7 kg, tương đương với 4,1%. Tổng điểm 13,4. Chúc mừng bạn. Tổng điểm rất cao. Thưa quý vị, rất xuất sắc, rất ngoạn mục và còn rất nhiều tiết mục đang chờ đợi chúng ta. Chúng tôi xin nghỉ gia lao trong giây lát. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang trở lại với bước nhảy ngàn cân Dance Your Fat Off. Và hai thí sinh đã vừa hoàn thành bài nhảy thứ hai của mình. Hiện nay điểm số cao nhất là bạn Lộc Vượng với 14,1 và tiếp theo là Tố Tố 13,4. Và hai thí sinh kế tiếp sẽ có một cái gánh nặng trên đôi vai của mình, bởi vì họ là những thí sinh biểu diễn cuối cùng nên họ sẽ khá là áp lực. Và cho Thành hỏi là trong tình yêu ha, nếu như mà mình không cho người ta biết cái con người thật của mình ngay từ ban đầu, dĩ nhiên là để dễ thuyết phục người ta hơn trong cách yêu mình, thì Phạm Hương em cho đó là ngụy trang trong tình yêu hay là lừa dối trong tình yêu?
sẽ tùy vào tình huống, chứ chúng ta sẽ không đánh giá rằng là như thế nào gọi là ngụy trang và như thế nào là lừa dối. Nhưng cái quan trọng nhất là khi mà đến với đối phương, chúng ta xác định theo một cách như thế nào và muốn bước tới lâu dài với người ấy ra sao, thì cái đó mới là cái quan trọng. Việc chúng ta thể hiện tình cảm sẽ khiến đối phương đánh giá ngược lại chúng ta như thế nào, rằng chúng ta có phải là một người lừa dối hay không, hay là chỉ cố tình ngụy tạo ra như vậy. Bây giờ cụ thể hơn đi, ví dụ như anh Hưng đang yêu một cái người mới đầu, họ rất là lịch sự, nề nã, cứ ngồi kêu ly kem dầm nửa tiếng đồng hồ nó chảy ra gần hết chưa ăn được muỗng. Mà sau khi quen nhau được thời gian nửa tiếng nó cũng quất 3-4 ly, cũng có trở lại cái con người thật. Thì một cái người, người ta mang một cái hình ảnh khác không phải là mình để chinh phục anh ngay từ ban đầu, sau đó mới trở lại là con người thật của họ, thì anh nghĩ là ngụy trang hay là lừa dối trong tình yêu? Nó có nhiều trường hợp lắm. Lúc đầu sẽ là tốt đẹp, sau đó thì ghê. Hai là lúc đầu thì ghê, sau đó thì thật sự con người nó hoàn toàn tốt đẹp. Hưng nghĩ là nên biết mình ở đâu đi. Hưng lại thích cái kiểu lúc đầu mình giả, mình cái người nghèo để thử lòng cái người ta có yêu cái tình mình thật hay không. Dạ vâng, dạ vâng. Cuối cùng cái cô đó cũng rất là khinh anh ta. Cuối cùng anh ta đem chở cô đấy tới cho biết đây là nhà của anh ấy, là xe của anh ấy, tất cả mọi thứ. Đây là anh tất cả là muộn rồi. Dạ. Tôi thích cái kiểu. Thì xin cảm ơn chia sẻ của anh Đàm. Rõ ràng là chúng ta thấy là đôi khi có sự ngụy trang trong tình yêu và cũng có những sự lừa dối trong tình yêu. Nhưng mà lừa dối hay ngụy trang nó chỉ khác nhau ở cái mức độ là cái mục đích của chúng ta nằm trong tình yêu là gì, và nó có còn là cái mục đích tích cực và tốt đẹp hay không thôi. Và thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là một cái tác phẩm về một sự lừa dối trong tình yêu. Và cái nhân vật trong câu chuyện này sẽ xoay sở như thế nào? Chúng tôi mời quý vị khám phá câu chuyện của thí sinh Ngọc Khánh. Chị Hải Mến là một cái vũ công rất là chuyên nghiệp, rất là giỏi. Cái lúc làm việc thì chị rất là chú tâm vào công việc. Mình sai cái gì là chị sửa liền. Mình là một người không chuyên nên thành ra là những cái động tác của mình nó không đẹp. Những lúc đó thì chị có la mình. Nhưng mà sau cái giờ tập luyện thì chị Mến là một người rất là vui và rất là biết lo lắng cho mình. Mình là một thí sinh mà nhiều chấn thương nhất, được mệnh danh là ông hoàng chấn thương. Nên thành ra là chị Mến rất là hiểu cái việc đó và nghĩ ra những động tác mà không ảnh hưởng tới vết thương của mình. Một trong những cái câu nói mà chị Mến nói mình hoài: khi nào em mới cho chị nhảy đầu tiên? Cái câu nói mà mình ghim hoài trong đầu, và tuần vừa rồi mình đã thực hiện cái lời nói đó của chị Mến. Và mình cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi mà mình đã không phụ lòng người bạn nhảy của mình. The minute you walked in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender, good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every man I see. A little time with me. Wouldn't you like to have fun, fun, fun? How's about a few laughs, laughs? I could show you a good time. Let me show you a good time. Với phong cách Broadway được mang là phong cách vạch trần sự thật và xé nhau như khuôn mực. Và sau một thời gian vạch trần, chúng ta có được cảm xúc thăng hoa với sự ngưỡng mộ của ba vị giám khảo. Xin một tràng pháo tay nồng nhiệt cho Huỳnh Mến và Ngọc Khánh, thưa quý vị.
Oh my god. Rất xuất sắc, từng điểm nhấn rõ ràng. Tôi thấy John Huy đang rất hào hứng, hỏi liền. Mời John. Oh my. Không biết nói gì luôn. Oh wow. Nói rồi, just wow, ok. Bình thường xem mấy cái bài jazz hay nhạc kịch ha, lúc mình xem mấy cái nhân vật như vậy thì bạn nữ bình thường là cái người mình hay không biết nói tiếng Việt nữa. Chú ý là thu hút đúng không? Chú ý gây thu hút về bạn nữ, vì bạn nữ là một người nhân vật rất là sexy và gợi cảm. Nhưng mà đây là cái lần đầu tiên anh thấy một bạn nam. Anh của anh nhìn em hoài luôn. Em thể hiện cái nhân vật này rất là tuyệt vời. Em siêu sexy luôn trong cái bài này. Siêu sexy. Wow. Yes. Và đây là một cái bài nhạc kịch nè. Tụi em cũng pha hip hop nè và burlesque nè. Rất là nhiều. Yes. Chưa có một cái cảm giác như vậy, em không biết. Tôi rất là thích cái cảm giác phấn khích. Đầu tiên Hương thấy John có cảm xúc như vậy đó. Phấn khích mà quên chính bản thân mình là ai luôn. Yeah. Rõ ràng các bạn rất là thông minh trong cái chiến lược của mình. Và quan trọng hết là cái bài nhạc các bạn lừa nó cực kỳ kịch tính. Hương thì sao? Các bạn tạo rất là nhiều điểm nhấn trong bài. Và bên cạnh đó thì tạo hình của các bạn cũng rất là đẹp, đầy tính nghệ thuật trên sân khấu. Những cái động tác tưởng chừng như rất là phô, nhưng mà khi các bạn đưa lên sân khấu thì nó rất là đẹp, rất là nghệ thuật. Và cái kết cuối cùng cũng thế, cho người khác thấy từng điểm một, không hề có bất cứ một chút nào dư thừa trong bài nhảy này. Xin cảm ơn Phạm Hương. Và xin mời Đàm Vĩnh Hưng. Em ơi, sao em có thể dễ sợ như vậy? Mến em à? Nào, em nào? Huỳnh Mến, phải có cái đầu tàu giỏi thì mới kéo cả một cái toa tàu lớn đi tới nơi tới chốn như vậy được. Nếu anh là người có quyền, anh sẽ trao tặng cho em nghệ sĩ múa ưu tú nhất. Yeah. Em ơi, những cái xoay cũng đơn giản thôi, nhưng mà cái động tác cái đầu nó kéo theo nữa, cái động tác cái tóc em làm cái gì, anh đã quan sát em rất là kỹ, rất là xuất sắc luôn. Thì anh sẽ chờ xem cái đầu của Huỳnh Mến còn cái gì ở trong đó nữa. Yeah. Và nếu quý vị nghĩ là bạn giám khảo sẽ lựa chọn họ là tiết mục xuất sắc nhất trong tuần thì còn chần chờ gì nữa. BN khoảng cách 078369 3000 đồng một tin nhắn hay gửi ngay thưa quý vị. Yeah. Chúc mừng hai em rất xuất sắc. Lên cân đi cưng, không có điểm đâu. Cân nặng cũ của bạn là 85,2. Và cân nặng mới là 82kg. Wow. Xuống được 3kg 2, tương đương với 3.8%. Chúc mừng Ngọc Khánh. Chúng ta chờ đợi điểm số từ ban giám khảo ở cuối chương trình nhé. Và thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ đến với tiết mục cuối cùng. Một nỗi đau giằng xé vì một mối tình đã qua đi và không có cơ hội níu kéo trở lại. Hãy đến với câu chuyện cuối cùng của chương trình hôm nay với Xuân Lộc. Mình gọi chị Hà Anh là chị Bông. Và mỗi lần bưng bê thì mình luôn phải luyện thần chú. Chị Bông là một cục bông gòn rất là nhẹ. Có một tuần mình hứa với chị Bông mình sẽ giảm được 5kg. Cuối cùng giảm được 1,5kg. Chị Bông đã tức giận, quyết định quấn mình y như một cái xác ướp. Và mình đã phải nằm và mình gào lên. Nhưng mà những ngày sau, chị Anh chỉ quấn từ phần ngực của mình xuống tới phần bụng, dường như là khá hiệu quả. Cái số đo vòng bụng của mình đã giảm đáng kể từ khi mà chị Bông quấn ni lông vào bụng mình. Chị Anh ơi, em sẽ không làm chị lo lắng bất cứ một lần nào nữa, từ đây đến kết thúc chương trình. Because I do love you.
Hải Anh và Xuân Lộc. Thưa quý vị, thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta luôn luôn là thế. Khi hạnh phúc nhất là cảnh trùng phùng, và khi đau đớn nhất là cảnh biệt ly. Họ đã chuyển tải một câu chuyện rất là xúc động và lắng động. Và quý vị và các bạn yêu thích câu chuyện này, hãy bình chọn cho họ và cũng như là dự đoán xem họ có phải là cặp đôi được giám khảo lựa chọn là tiết mục xuất sắc nhất trong tuần hay không. Soạn BN khoảng cách 08 gửi về 8369 với 3.000 đồng một tin nhắn. Xin mời John. Nhạc rất hay nè, câu chuyện hay, động tác, kỹ thuật, mọi thứ nó có trong cái bài này, nhưng nó đang thiếu cái phần thể hiện cảm giác của anh. Và một số động tác em làm đó là hình như cái áp lực lúc em phải thi cuối cùng đó, anh cảm nhận cái áp lực nó hơi lớn, và vì đó là sao một số động tác nó không được mượt như hôm trước. Tại anh xem cái bài này lúc tụi em duyệt bài, và anh chỉ hơi tiếc thôi, tại anh biết cái bài này có thể tạo ra một cái cảm giác khác. Đúng, có lẽ là vì đây là tiết mục cuối cùng, mà trước đó cũng là những tiết mục quá hay. Và nhiều khi không phải là không tập trung đâu các bạn, mà đôi khi là bị căng thẳng quá. Mà không sao, em phải bình tĩnh trong cái bài này và rất khó. Và em phải thở trong cái động tác này. Nó có mấy cái em làm gấp quá, sau mấy cái động tác của chị Hải Anh bị giật. Em hiểu không? Giống cái bưng bê qua và xuống, thì lúc đó là chị Hải Anh chưa đá lên kịp mà em giật xuống rồi, thì nó đúng rồi, bumpy. Đôi khi áp lực hơi hấp tấp ha. Không sao, đó là kinh nghiệm của chúng ta. Phạm Hương, trước khi mà tới với phần trình diễn của Xuân Lộc thì Phạm Hương có rất là nhiều thắc mắc, rằng là không biết là với cái ngoại hình của Xuân Lộc này, với cái số đo rồi cân nặng của mình như vậy, thì bạn sẽ nhảy đương đại như thế nào, và những cái di chuyển của bạn, những cái biểu đạt của bạn trong bài nhảy sẽ là như thế nào? Khi mà bạn bước ra với lại sân khấu rồi với bạn diễn của mình, mọi thứ rất là đẹp, âm nhạc rất là hay. Phạm Hương chỉ hơi tiếc một chút, giống như là anh Thôn Huy nói rằng là những cái phần tiết mục trước rất là sôi động, rất là hay, khiến cho người khác cuốn đi, thì tự nhiên cái tiết mục cuối cùng này lắng lại, nhưng mà nó lại làm cho người khác cảm thấy nó nhanh quá, hơi hụt hẫng một chút. Nhưng mà cũng chúc mừng Xuân Lộc là đã hoàn thành rất là tốt tiết mục cuối cùng của mình. Chúc mừng em. Xin cảm ơn Phạm Hương. Anh Hương thì sao ạ? Hai bạn này là tôi có một cái tình cảm rất đặc biệt, rất là trông chờ sau cái bài Bánh Trôi Nước đó. Trời ơi, điên đảo với tiết mục đó luôn. Tôi còn tự lấy điện thoại tôi quay hình lại nữa cơ. Với cái nhạc chậm thế này nè, hay cách chọn đương đại nè, rất là dễ ghi điểm trong lòng tôi. Tôi không biết là phải câu chuyện là cái linh hồn của người con gái đó đã rời khỏi cái thân xác này không. Tôi cảm nhận được, bạn đã dẫn tôi được tới cảm giác đó là quá giỏi rồi đó. Sau đó một mình Lộc ở lại với sự cô đơn và mất mát. Cái chỗ này là anh cần một cái gì đó nó chấn động một tí xíu. Nó chấn động mạnh vào tâm lý luôn, để cho thấy rõ rằng là một mình em với cái giường đó nữa, em phải diễn, em cào cấu với cái giường đó, giằng xéo nó, thì không còn người yêu em nó đi mất tiêu rồi, thì nó sẽ đẩy cảm xúc của người xem lên cao hơn, và thấy rằng là ồ, rõ ràng cái sự mất mát có đây, em chỉ gục nó bình thường, nỗi đau nó chưa đủ để cho thấy rằng là em đang rất yêu và rất sợ mất cái người này. Mỗi người có mỗi cách yêu khác nhau, nhưng mà anh muốn nó được như vậy đó, điên hơn. Em cào cấu hết cái bàn, cái giường đó ra, thì anh nghĩ chắc chắn là đó là cái chìa khóa của cái bài thi này. Thành cũng có một cái ý kiến, hồi nãy tự nhiên tôi xem khi mà lúc đầu bạn ngồi với chiếc giường bệnh và Hải Anh nằm ở đó, rồi sau đó bạn tiến dần về chiếc giường. Tôi chỉ ước ao là nếu mà các bạn làm cái điều là sau đó một sau tất cả những cái giằng xé nội tâm của bạn, bạn lên chiếc giường đó và nằm xuống đúng như cách của Hải Anh. Wow. Hải Anh ngồi kế bên chiếc giường đó và bật dậy. Đó là cái niềm mong ước của người đàn ông muốn thế chỗ cho cái người bạn gái của mình. Nổi da gà thành. Thì Tương sẽ làm cho người ta thổn thức hơn, cái trái tim người ta đau nhiều hơn. Đấy. Tôi sẽ mời Tấn Thành làm đạo diễn idea cho cái MV của tôi. Dạ. Anh yên tâm, bất cứ chuyện gì chỉ cần đặt tên Hương lên tiếng sẽ có Tấn Thành. Dạ vâng. Và phải nói là đây là một cái bài nhảy mà mặc dù dĩ nhiên là nó không phải là quá trọn vẹn, nhưng mà thật sự nó đã chạm tới trái tim của rất là nhiều người. Tôi thấy là có rất nhiều những ánh mắt động lại, thật sự là xúc động khi các bạn biểu diễn. Hy vọng là điểm số của các bạn sẽ rất là cao ha. Chúng ta chờ đến cuối chương trình. Trước tiên là hãy đến với bàn cân. Cân nặng cũ của bạn là 90kg và cân nặng hiện tại là 87,3kg. Bạn xuống được 2,7kg, tương đương với 3%. Quý vị và các bạn thân mến, sau 8 phần biểu diễn của 2 vòng thi, số điểm cao nhất đang thuộc về
bạn Lộc Vượng với 14.1. Và xin chúc mừng Lộc Vượng là thí sinh đầu tiên bước vào top 3 của Bước Nhảy Ngàn Cân 2016. Và tôi tin chắc Lộc Vượng cũng là người hiện nay đang sở hữu được cái thân hình mảnh mai nhất trong cái cuộc thi này. Và bây giờ sẽ là lúc chúng ta lựa chọn ra hai người còn lại để bước vào top 3 của chương trình. Xin mời sự trở lại của Tố Tố với 13.4 và Xuân Lộc 3% giảm cân, cũng như là Ngọc Khánh 3.8% giảm cân. Tôi thì tôi nói thật là tôi rất là yêu thương các bạn nha. Các bạn đều là những người mà tôi nói thật là không biết nói làm sao. Tự nhiên tôi đi với các bạn một thời gian, tôi có tình cảm với các bạn rất là nhiều. Nhiều khi có những phần trình diễn nó cũng không phải là quá hoàn hảo đến từng milimét, nhưng mà cái gương mặt của các bạn làm cho người ta không có muốn xét nét cái gì hết trơn. Và đó là một sự thật. Tôi tin chắc là các bạn bước ra một cuộc sống mới với thân hình này, với những gì các bạn học được ở Bước Nhảy Ngàn Cân, nó đủ cho các bạn tự hào là mình đã vượt qua một cái trận đấu không phải ai cũng có thể vượt qua được. Xin mời điểm số đến từ ban giám khảo dành cho Ngọc Khánh. Mời John. 10. Phạm Hương. 10. Và anh Đàm. 10. Chúc mừng bạn, điểm số trung bình từ giám khảo sau hai vòng thi vẫn là 10. Còn với điểm giảm cân, tổng điểm của bạn là 13.8. Và chúc mừng bạn là thí sinh thứ hai bước vào top 3 của cuộc thi năm nay. Mời bạn về vị trí. Một cô gái hot girl, một anh chàng có gương mặt khả ái. Tôi không biết phải nói như thế nào về các bạn, mà ai đi tôi cũng sẽ rất là buồn. Bây giờ là điểm số của bạn Xuân Lộc. Trước tiên là phải nhắc lại tổng điểm của Tố Tố đang là 13.4. Xin ban giám khảo cân nhắc. Mời John. 8. Phạm Hương. 8. Và anh Đàm Vĩnh Hưng. 9. Điểm trung bình từ giám khảo là 8.3 sau 2 vòng. Cộng với điểm giảm cân bạn được 11.3. Như vậy Tố Tố sẽ là thí sinh cuối cùng bước vào top 3 của chương trình. Chúng ta rất đáng tiếc phải chia tay với bạn Xuân Lộc ở tuần lễ này. Thưa quý vị, như vậy là Xuân Lộc đã cùng chúng ta trải qua rất là nhiều những tuần lễ với nhiều sự thử thách khắc nghiệt khác nhau, và bạn ấy đã mang đến cho chúng ta quá nhiều những cái cảm xúc. Và cân nặng cũ khi bạn đến với chương trình là 120.3 kg, cân nặng hiện tại là 87.3, bạn giảm được 33 kg. Hôm nay anh thấy em rất là hạnh phúc và em đang enjoy cái thời gian trên cái sân khấu. Chúc mừng em. Rất là tuyệt vời. Quá quá rất là hay luôn. Trời ơi, anh tưởng anh đang xem phim của Trương Nghệ Mưu á. Đối với một cái quả núi rất khổng lồ của tuần trước, mà lần này tụi em vẫn tiếp tục dựng lên một quả núi khác nữa. Đó là một bản lĩnh. Theo em cảm nhận, em là người may mắn nhất vì em có được một người thầy giống như vậy. Lộc ơi, bây giờ là lúc em sẽ tâm sự với chương trình. Lời đầu tiên thì em dành lời cảm ơn sâu sắc nhất đối với partner của em là chị Hải Anh, và tất cả ekip của chị Hải Anh là Unicorns
Studio. Và cảm ơn chương trình và tất cả ekip Đông Tây Promotion. Và lời cảm ơn tiếp theo là em dành cho các vị giám khảo, anh Đàm, anh John, chị Phạm Hương và nhiều vị giám khảo khách mời khác nữa đã dành những lời nhận xét, góp ý rất là chân thành đối với em. Và bản thân em cảm nhận là em đi đến vòng này đã là sự may mắn với ba con người đứng ở đây. Và em chúc mọi người có một đêm chung kết bùng cháy và phải là hết sức hết mình, phải tỏa sáng. Tôi đứng đây cũng mong chờ nó cảm ơn mình tiếng. Em xin lỗi. Nó coi tôi như hư không? Không sao. Rồi ai cũng về với các bụi mà. Anh quen rồi. Anh ghẹo em thôi. Thật sự ra anh cũng rất là hãnh diện vì em. Thật sự là em đã làm được một cái điều mà tôi không tin chắc rằng là một người nằm 120kg giống như em có thể làm được. Em sẽ có được một cái vóc dáng mới, cố gắng giảm cân thêm một tí nữa càng tốt. Và anh tin chắc cái người nhớ em nhiều nhất là Hải Anh. Đêm nay về Hải Anh sẽ khóc, chắc chắn là như vậy. Ủa giờ khóc luôn rồi. Thì thưa quý vị, tình cảm của các bạn thí sinh và huấn luyện viên của họ luôn luôn phải là nhìn cả những tình cảm thật sự, bởi vì họ đã cùng trải qua rất nhiều tuần lễ với nhau. Và những tuần lễ đó không đơn giản. Vượt qua khó khăn sẽ luôn luôn có kỷ niệm, mà kỷ niệm đó nó sẽ trở thành ký ức đẹp, thì nó luôn nằm trong đầu. Thưa quý vị, một lần nữa xin cảm ơn Xuân Lộc đã đến với Bước Dậy Ngàn Cân. Và tuần sau Ngọc Khánh, Tố Tố, Lộc Vượng sẽ cùng nhau tranh tài trong cuộc thi Bước Nhảy Ngàn Cân 2016 mùa thứ 2 ở vòng thi chung kết xếp hạng. Đêm gala sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 21 giờ ngày Chủ nhật 13 tháng 11 năm 2016 trên kênh VTV3. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ đón xem để biết được quán quân năm nay của Bước Nhảy Ngàn Cân là ai. Xin cảm ơn ba vị giám khảo. Một lần nữa xin chào tạm biệt. Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Hẹn gặp lại Chủ nhật tuần sau. Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành.